Hắn hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Tiêu Đỉnh. Nếu như Tật Xương có thể đánh bại Lạp Lan Yên Nhiên, hơn nữa thuận lợi rời khỏi Vân Lam Tông, như vậy Tiêu Viêm hắn chỉ sợ sẽ trong một đêm oanh động cả Gia Mã Đế Quốc. Đương nhiên, Tiêu Viêm tử, nếu ngươi không có đi tới Vân Lam Tông, ta cùng với đại ca sẽ không có lập tức báo thủ cho ngươi, bất quá chúng ta sẽ ẩn nhẫn, cắn răng gắt gao ẩn nhẫn, tới khi nào nắm giữ đủ thực lực ở trong tay thì có thể lưu lại cho Vân Lam Tông một vết cắt. Hello hello, chào mừng em quay trở lại với video tiếp theo của MTG Gaming. Và tất nhiên rồi, để tiếp tục phần chuyện đấu phá thương khung phần 4 tập 9 giải kết ân hoạn trước khi ra đi thì không có lý do gì mà chúng ta không đến với phần tiếp theo rồi phải không nào? Đấu phá thương khung phần 4 tập 10 đến Đế Đô. Trước khi với chủ chính của video ngày hôm nay thì mình xin phép gửi em lời chúc tốt đẹp nhất. Và những em xem video này nếu như mà thay thường quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ đăng ký kênh hộ cho mình nhá. Còn bây giờ thì không thể dòng nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay thôi nào. Đêm tối dần buông xuống, bóng đêm bao phủ khắp mặt đất. Phía trên không trung, bầu ngân nguyệt treo cao tỏa ra ánh trăng loãng nhàn nhạt, đem một ít hắc ám còn sót lại chậm rãi xua tan đi. Trong sân một mảnh tịch mịch, ba anh đệ đều trên người vận bộ nhuyễn y mềm mại thoải mái, ngẩng đầu nhìn sao trời ở trên cao kia, chật bừng chén rượu ở bên cạnh cùng lâng lên uống. Cầm chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn hai vị huynh trưởng có chút men say, sau đó chậm rãi đứng dậy, từ trong lạp giới lấy ra hai quyển trục trên mặt bìa có chút phong cách cổ xưa, sau đó đem nó nhẹ nhàng đặt bên cạnh tiểu bàn làm bằng trúc ở trước mặt hai người Tiêu Đình, Tiêu Lệ. Nhìn ánh mắt nghi hoặc kia của bọn họ, hắn mỉm cười rồi nói, đây là hai quyển huyền giai trung cấp công pháp, một mộc một lôi, thuộc tính rất phù hợp với hai huynh trưởng. Ở bên trong nó còn có nguyên một bộ công pháp huyền giai cao cấp đấu khí lồi danh, hai loại gộp lại rất là xứng đôi, uy lực không thể lường được. Nghe thấy lời nói ấy, Tiêu Đình cùng với Tiêu Lệ đang có men say đột nhiên tỉnh ra, bốn cặp mắt đồng thời sáng hẳn ra rồi đứng lên. Nó gần như là một loại huyền giai cao cấp công pháp ở bên trong Giả Mã Đế Quốc, đó là thuộc về bảo bối, nếu không có nhìn kỹ cũng không thấy được giá trị, huống chi còn có nguyên bộ đấu kỹ. Như vậy tính ra giá trị loại công pháp này so với anh giai cấp cao cấp công pháp là ngang nhau, mặt khác không thể nghi ngờ phải có vẻ chân quý hơn. Tại trên chiếc bàn tiểu trúc có hai quyển trục quá hấp dẫn, thật sự là đồ vật quý hiếm. Cho dù lúc này đây Tiêu Đình bình tĩnh nhưng mà trên khuôn mặt cũng là hiện lên một chút khát vọng. Mà một bên Tiêu Lệ thì tại lúc Tiêu Viêm nháy mắt vừa dứt lời, một tay vội vàng bắt lấy quyển trục màu bạc kia, sau đó yêu thích không buông tay ngắm nghía, rồi lẩm bẩm, hai thứ này nếu như cần đi bán đấu giá mà nói, nếu không được giá 300 vạn kim tệ chỉ sợ thật đúng là hạ thấp thân phận của chủ nhân. Tiếp nhận lục sắc quyển trục còn lại, Tiêu Đỉnh nhẹ nhàng vuốt ve, sự mềm dẻo làm cho người ta không khỏi lại sinh ra cái loại cảm giác cực kỳ thoải mái. Do thường xuyên tiếp xúc cùng với ma thú, Tiêu Đỉnh rất rõ ràng loại chất liệu như gỗ này ít nhất cũng có là da lông của con tứ gia mã thú trở lên. Lập tức nhịn không được sợ hãi thàn nói. Tiêu Viêm cười gật gật đầu, đồng thời xuất ra hai bộ đấu kỹ huyền giai cao cấp công pháp. Loại bút tích này ở bên trong Gia Mã Đế Quốc có thể sở hữu được là người có thế lực, mà chắc chắn sẽ không đến 10 người. Mà Tiêu Viêm nếu không bởi vì hắn có được một sư phụ như là Dược Lão, sống như là một cái kho báu sống, cũng căn bản không có được lực xuất ra được chúng nó như vậy. Lần trước tính đem công pháp cho các huynh, bất quá bởi vì ra đi vội vàng, cho nên đệ đã quên đi mất. Tiêu Viêm cười nói. Ở lần đi tới xà nhân tộc, Tiêu Viêm bắt đầu từ Dược Lão, kết quả thu hoạch là hai loại công pháp này. Có điều bởi vì hành trình hấp thu dị hỏa của hắn đến cực nhanh, bởi vậy đến bây giờ mới có thời gian nhớ lại việc này. Tuy rằng công pháp cực kỳ hy hữu, nhưng mà nếu là người lấy ra tặng cho chúng ta đây cũng không làm cái việc dối trá từ chối, nếu không ngược lại là làm cho người mất hứng. Tiêu Viêm hiểu rất rõ tính tình của Tiêu Viêm, sau một khoáng trầm ngâm, vẫn không có cự tuyệt món lễ vật này, cười cười gật đầu, không nói lời khách sáo nữa, đem quyển trục cẩn thận thu vào trong lòng. Nhìn hai người đem thu công pháp vào, Tiêu Viêm mỉm cười, ngửa đầu nhìn sao trời, nhẹ giọng rồi nói, sự tình đều là đã an bài thỏa đáng, đại đây ngày mai cũng có thể an tâm mà đi rồi. Tiêu Đình khẽ gật đầu, đem chén rượu ở một bên rót đầy, đứng dậy hướng về phía Tiêu Viêm cười nói, tiểu tử kia, đại ca cùng với nhị ca ở tại chỗ này chờ người một tháng sau danh chấn Gia Ma Đế Quốc, cạn. Nhìn một cô hào tình trắng khí của Tiêu Đỉnh đột nhiên trở lên dũng khí, Tiêu Viêm trong lòng lấy ra một chút lo lắng, tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch. Hắn hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Tiêu Đỉnh, nếu như Tật Xương có thể đánh bại Lạp Lan Yên Nhiên, hơn nữa thuận lợi rời khỏi Vân Lam Tông, như vậy Tiêu Viêm hắn chỉ sợ sẽ trong một đêm oanh động cả Gia Mã Đế Quốc. Đương nhiên, Tiêu Viêm tử, nếu ngươi không có đi tới Vân Lam Tông, ta cùng với đại ca sẽ không có lập tức báo thủ cho ngươi, bất quá chúng ta sẽ ẩn nhẫn, cắn răng gắt gao ẩn nhẫn, tới khi nào nắm giữ đủ thực lực ở trong tay thì có thể lưu lại cho Vân Lam Tông một vết cắt, mà đến tận xương cốt mới thôi. Tiêu Lệ vô vô bảo vai của Tiêu Viêm, tuy trên khuôn mặt mỉm cười, cũng lộ ra một cỗ khí thế âm trầm như sấm khiến cho người ta trong lòng phát lạnh.
Ở trong sa mạc có một lý lẽ, manh thú xương nanh múa vuốt cũng không có đáng sợ. Đáng sợ nhất là lại thuộc về loại độc xà ẩn núp ở bên dưới lớp cát vàng kia. Chúng nó sẽ không dễ dàng triển lộ ra răng nanh, nhưng mà một khi thời cơ tới, với một kích chí mạng sẽ nháy mắt lao ra cát vàng. Tiêu gia Tam Minh Đệ, Tiêu Đình thì bình tĩnh cơ trí, Tiêu Lệ lại âm ngoan cay độc, Tiêu Viêm lại thần bất khả trắc. Ba người tính tình không giống nhau, lại đều là có thể làm cho đối thủ của bọn họ cảm thấy bất an cùng với tâm lãnh. Nhìn vẻ mặt âm lệ của Tiêu Lệ, Tiêu Viêm vứt hết mọi lo lắng ở trong lòng, có chút gật đầu tán thưởng, lại cũng một ly uống cạn. Ba người nhìn nhau cười to. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Viêm cùng với Hải và Đông không có kinh động bất luận kẻ nào tại Mặc Thiết Song Binh Đoàn. Giống như mỗi lần rời đi trước vậy, đều là lặng yên không từ mà biệt. Phía trên không trung xanh thẳm, lưỡng đạo lưu quang bỗng nhiên từ xa chợt đến gần, bám theo sau đó là một cỗ cuồng phong. Một lát sau, như thiểm điện lưu tinh biến mất tại cuối đường chân trời, chỉ lưu lại khu vực trên đường với rất nhiều thần tình hâm mộ cùng với những người qua đường. Tiêu Viêm, chúng ta trực tiếp bay đi đến Đế Đô không phải là nhanh hơn ngồi trên phi hành thú sao? Cái tốc độ kia mà cũng so với chúng ta thì phi hành chậm hơn rất nhiều. Cặp Hàn Băng Song Dược sau lưng có chút chấn động. Hải và Đông ánh mắt trôi nổi liếc một cái xuống dưới đất. Cảnh vật bay nhanh lùi về phía sau não, quay đầu đi. Đấu khí hỗn loạn nổi lên trên một chút sóng âm, nghe thoáng như là có chút bất mãn truyền vào trong tai của Tiêu Viêm. Trên đoạn đường dài thiên lý tất cả có chút ảnh hưởng đến sức lực ở bên trong Tiêu Viêm. Nghe được lời này của Hải Ba Đông, trong lòng không khỏi lắc đầu cười khổ. Thầm nghĩ, từ nơi này đến Đế Đô kia chính là mấy ngàn dặm lộ trình. Trước kia nếu như có lực lượng của Dược Lão trợ giúp, có thể gắng sức còn miễn cưỡng chống đỡ được. Hiện tại Dược Lão đã ngủ say, bằng vào lục tinh đấu sư thực lực của ta, làm sao có thể kiên trì mà bay không ngừng nghỉ chút nào cơ chứ? Đến lúc đó chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ bị lão nhìn ra cái sơ hở. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, Tiêu Viêm ngoài miệng tự nhiên cũng không có khả năng như vậy trả lời. Sau lưng Tử Vân Dực rung động, tốc độ hơi giảm cười nói: "Ha ha, chính là muốn thừa dịp ở phía trên di chuyển như là phi hành thú. Ở giữa đoạn đường dài này tiết kiệm được chút ít thời gian rỗi, nghiên cứu một chút dị hỏa mà thôi. Còn nữa, hay lão không phải cũng muốn tìm kiếm được dược liệu để chế luyện ra tử tinh đan kia sao? Ở một ít thành thị lớn dừng lại tìm kiếm một chút, cơ hội sở hữu số lượng dược vật cũng càng nhiều hơn một ít." Nghe thấy lời nói, Hà Bạch Đông sắc mặt lúc này mới hoãn xuống, gật đầu bất đắc dĩ, nhớ tới chính mình còn thiếu rất nhiều những dược liệu danh tiếng cùng quý hiếm, cũng chỉ còn nước không dám phản nàn nữa. Nhìn tới Hải Ba Đông không còn có ý nghĩ gì với mình, Tiêu Viêm trong lòng nhẹ nhõm thở dài một tiếng. Sau lưng, cặp Tử Vân Dực bỗng nhiên vỗ lên, tốc độ nhất thời tăng vọt, thân hình hóa thành một điểm lưu quang biến mất ở cuối đường chân trời. Đi từ sáng sớm mà đến thời khắc buổi chiều tà, hình dáng của thành thị nơi kia mới vừa ẩn hiện tại trong mặt tầm mắt của mọi người. Bay vòng ở ngoài thành rồi hạ xuống, hai người mang dáng vẻ phong trần mệt mỏi sau đó đi vào trong thành. Lúc này Tiêu Viêm đã lần thứ hai đem kiện di phẩm luyện dược sư hắc sắc trường bào mặc ở trên người. Tuy rằng huyền trọng xích ở sau lưng kia cực kỳ cao lớn, nó trực tiếp làm cho hắn nhìn thoáng qua có vẻ quái dị. Có điều thành vệ binh sĩ cũng vẫn chưa có lá gan tiến gần lại hắn. Bởi vậy hai người thuận lợi không bị ai ngăn trở mau chóng tiến nhập vào chỗ thành thị có diện tích không nhỏ này. Sau khi tiến vào thành, bọn Tiêu Viêm hai người đều là lần lượt nhìn qua một gian dược hiếm quy mô không nhỏ. Tìm tòi kỹ qua, Hải Bạch Đông mục tiêu của hắn là mớ được dược liệu có thể luyện chế ra tử linh đan, mà Tiêu Viêm lại là đang âm thầm quan sát có hay không cái loại dược liệu có thể có công hiệu rất nhanh hồi phục lại lực lượng của linh hồn. Nhưng mà hai người tuy rằng mệt mỏi không ít công sức tìm tòi bên trong gian dược hiếm trong thành, đều là cau mày nhìn kỹ, chỉ là hiếm thấy có loại dược phẩm cấp bậc như vậy. Lập tức đều chỉ phải thất vọng mà rời đi. Lần theo ở bên trong gian dược điểm cuối cùng, một lúc sau, chưa từ bỏ ý định, hai người lại ở trong giữa phòng đấu giá trong thành dạo qua một vòng nữa. Đáng tiếc đồng dạng là không thu hoạch được gì. Đứng ở trên đường cái, hai người nhìn qua nhìn lại nhau, đều là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chỉ đành phải buông tha tìm tới. Chạy tới trung tâm phi hành vận chuyển ma thú trong thành, bằng vào thân phận luyện dược sư nổi danh kia, hai người không có xảy ra bất ngờ gì, thuận lợi đi lên hai cỗ phi hành ma thú xa hoa chuyên dụng để phục vụ ra giới luyện dược sư di chuyển. Sau đó một thời gian không lâu bắt đầu di dời đi khỏi thành. Phi hành trên đường quả có chút là buồn tẻ, có điều cũng may hai người không phải là loại người có tính tình nôn nóng, đều ở trên giường tọa thiền, sau đó tiếp nhận trạng thái tu luyện, chậm rãi chờ đến nơi cần tới. Phi hành một lúc, Tiêu Viêm cũng vẫn chưa cùng một gã luyện dược sư đồng hành khác nào tiến hành giao tiếp. Có điều ở thời điểm ngẫu nhiên gặp mặt, hắn trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện lần trước khi đó đi đến Đế Đô luyện dược sư, thậm chí xem bộ dáng của những gã luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc, nhìn kỹ một chút kiêu căng hống hách. Đương nhiên ở Tiêu Viêm lúc này làm cho những gã luyện dược sư kinh ngạc bởi vì thấy hắn tướng mạo còn rất trẻ tuổi. Cùng với ở phía trên ngực xuất hiện ra chiếc huy chương luyện dược sư nhị giai cấp, làm cho bọn họ chịu không ít đả kích. Có trải qua một lần kinh nghiệm trước khi phi hành không thoải mái, bởi vậy Tiêu Viêm ở trong lòng có chút bài xích ở phía trên phi hành thú không cùng người khác trao đổi.
Cho nên dù nhìn thấy những gã luyện dược sư này trò chuyện cùng với nhau, không khí rất là rôm rã, nhưng hắn lại như cũ không có tham gia vào. Có điều, ở một lần ngẫu nhiên nghe được này, một gã luyện dược sư nhắc tới cái luyện dược sư đại hội gì gì đó. Tiêu Viêm rốt cuộc cũng giật mình nhớ lại lần trước ở Hắc Nham Thành, phân hội trưởng luyện dược sư Áo Thác đại sư phụ đối với chính mình có lời mời tham gia. Nguyên là những gã luyện dược sư này cũng đều là tham gia luyện dược sư đại hội. Có chút gật gật đầu, Tiêu Viêm lúc này mới hiểu được vì sao lần luyện dược sư đại hội quy mô lớn như thế này lại được tổ chức tại ở bên trong biên giới của Giả Mã Đế Quốc. Nếu là luyện dược sư đại hội, nó như vậy sẽ có rất nhiều luyện dược sư tụ hội, chẳng phải mỗi gã đều nằm ở trong tay rõ rệt có một ít thiên tài địa bảo hay sao? Trong lòng cứ như vậy nổi lên một trận lo lắng. Tiêu Viêm ánh mắt từ từ sáng lên, nếu như có thể ở trước khi tới Vân Lam Tông, trước tiên đi đến luyện dược sư đại hội kia tìm kiếm lượng kỳ bảo có công hiệu phục hồi linh hồn lực, đem dược lão cứu tỉnh lại, như vậy hành trình lần này đến Vân Lam Tông, Tiêu Viêm cũng là chân chính có thể an tâm. Có ý niệm này trong đầu, Tiêu Viêm tâm tư trở nên khẩn trương lên, mà ở hắn khẩn trương chờ đợi ở bên trong phi hành thú kia gần 7 ngày thời gian phi hành, thì mới từ xa thấy một tòa thành thị to lớn, đế đô Giả Mã Đế Quốc, Giả Mã Thánh Thành. Đứng ở trên phi hành thú, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn thấy mây mù hiện ra trước tòa nhà to lớn, chậm rãi thở ra một hơi, 3 năm thời gian, 3 năm khổ luyện, hắn rốt cuộc cũng đã tới nơi này. Theo phi hành thú chậm rãi hạ xuống, ánh mắt của Tiêu Viêm bỗng nhiên chợt rời mặt đi hướng về phía hướng bắc của đế quốc. Nơi đó, một dãy núi có thể nói là to lớn khổng lồ, giống như cự long nổi danh lại rõ rệt bình thường, ẩn giấu linh khí như sấm động đến tận trời. Nơi đó chính là Giả Mã Đế Quốc đại quái vật, nơi có Vân Lam Tông tọa trấn. Vân Lam Tông, Lạp Lan Yên Nhiên, lâm đó phế vật. Đúng hẹn đến đây, hai mặt gắt gao nhìn chằm chằm về phía ngọn núi hùng vĩ bị che giấu bởi nhàn nhạt mây mù ở bên trong. Tiêu Viêm thân thể giờ khắc này kịch liệt run rẩy đứng lên. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thì hãy đừng quên bỏ ra một vài giây ấn vào nút like, chia sẻ đăng ký kênh hộ cho mình nhé. Cũng như là như em thấy quảng cáo đừng quên kích vào hộ cho mình những gói mì tôm hàng hảo thơm ngon bổ dưỡng. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chuyện chữ đột phá thương không phần 11 sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh NTC Gaming. Cuối cùng thì mình, NTC xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.